Vòi xịt truyền thống khiến người già, người bệnh sợ hãi mỗi khi đi vệ sinh. Hãy để Luva giúp bạn giải quyết tất cả nỗi lo sợ cho gia đình bạn nhé! Từ khi tôi sử dụng thiết bị rửa vệ sinh thông minh Luva này, tôi thấy thoải mái mà sảng khoái lắm. Không cần nhờ đến con cái nữa. Duva Bidet có 10 mức độ điều chỉnh, chỉ cần thao tác này, xoay điều khiển đơn giản là có thể chọn được mức nước phù hợp, êm ái, sạch sẽ lại tiện lợi mà chi phí cực kỳ là hợp lý nhé. Tôi đánh giá cái sản phẩm này rất đáng đồng tiền bát gạo, các bạn nên mua nhé. Thiết bị vệ sinh thông minh Luva Bidet lắp đặt dễ dàng tại nhà, chỉ mất 3 phút để biến bồn cầu nhà bạn từ truyền thống trở nên thông minh, tiện dụng mà không cần dùng điện. Được sản xuất theo công nghệ hiện đại tại Hàn Quốc, bảo hành chính hãng 3 năm, còn chần chờ gì mà không sở hữu ngay. Thiết bị vệ sinh thông minh Luva để giúp việc vệ sinh cho gia đình bạn trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.